Mình nhận ép kính thay màn hình lấy ngay nha mọi người, tại nhà luôn ha. Đây. Máy bể rất là nhiều nha. Đây dòng Xiaomi nha. Đây dòng Huawei nha mọi người. Ép kính ha, thay màn hình lấy ngay. Rất là nhiều máy chờ xử lý nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ cho lên cái bàn nhiệt nha, để tắt kính ha. Cho nóng tí nha mọi người. Rồi, tiến hành mình tháo ra nha. Đủ độ nóng rồi nha. Luôn thay màn hình lấy ngay tại chỗ. Ok nha, giờ mình sẽ tách kính ra. Mình tiến hành dán một lớp keo trước nha anh em. Đó, xong rồi mình sẽ để lên màn tách nha. Thank you.
Rồi, ép xong rồi nha anh em. Ok nha. Ép coi. Rồi, chuẩn nha anh em. Tháo ra dán kính thôi. Rồi. Like video, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Rồi, chào cả nhà nha.